Quý vị và các bạn thân mến, người đàn ông có thể dễ bị cuốn hút bởi một người phụ nữ đẹp. Nhưng người phụ nữ có thể giữ chân người đàn ông thì lại là người phụ nữ khéo léo và tinh tế. Dù bên ngoài xã hội người đàn ông có mạnh mẽ, có uy quyền như thế nào, nhưng mà khi về đến tổ ấm, thứ họ cần là sự cảm thông và sẻ chia của người vợ mình. Gia đình rõ ràng là nơi bão dừng lại ở phía sau cánh cửa. Bên ngoài dẫu có bão giông thì gia đình vẫn là nơi an toàn và ấm áp để quay trở về. Và người phụ nữ thì đóng vai trò là người giữ lửa cho tổ ấm đấy. Một người phụ nữ đẹp không phải là không tốt, nhưng mà đến lứa tuổi trung niên, khi mà nhan sắc đã tàn phai, người phụ nữ đẹp sẽ phải chịu thua thiệt người phụ nữ xấu nếu không có bốn điều sau đây. Hôm nay tôi sẽ cùng phân tích và tìm hiểu quý vị nhé. Vào tuổi trung niên, có bốn điều đàn bà đẹp cũng phải chịu thua đàn bà xấu. Điều thứ nhất, không dựa dẫm vào đàn ông. Khi còn trẻ, Ngọc Anh vốn nổi tiếng ở trường đại học. Chỉ cao giáo thanh mảnh, nhan sắc thanh tú, được mệnh danh là khoa khôi của trường. Tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng, khiến cho nhiều anh chàng mê như điếu đổ. Sau này khi đi thực tập, Ngọc Anh đã bị sếp ở công ty theo đuổi. Một cô gái ngây thơ trẻ tuổi thật khó tránh khỏi những chiêu trò tán tỉnh từ một vị sếp lắm tiền nhiều của. Chẳng bao lâu, cả hai yêu nhau. Thái, tức là chồng của Ngọc Anh, hơn cô ấy 12 tuổi. Khi bố mẹ Ngọc Anh gặp Thái, họ không có gì để chê về điều kiện của anh. Song mẹ của Ngọc Anh vẫn lấn cấn cho rằng người đàn ông này quá lấn lướt con gái. Tuy nhiên bản thân Ngọc Anh lúc đó lại nghĩ khác. Chỉ nghĩ sau khi kết hôn, chẳng phải lo cơm áo gạo tiền, nhà sẽ đã đủ đầy. Hai người vênh nhau 12 tuổi thì cũng chẳng là vấn đề gì. Tính cách của Ngọc Anh lại nhún nhường và cam chịu, nên chị cho rằng cuộc sống của mình cứ thế êm trôi thôi. Thái có thể nào, với chị thì cũng chịu được. Bởi vậy, vừa tốt nghiệp đại học, Ngọc Anh vội vàng lên xe hoa, kết hôn với Thái. Bẵng đi vài năm, khi gặp lại bạn cũ, Ngọc Anh buồn bã tiết lộ đã ly hôn, khiến ai cũng bất ngờ. Sau khi cưới, chị như biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, chẳng có giao du hay là có đi lại, vui chơi với bạn cũ. Trang cá nhân của Ngọc Anh cũng không cập nhật nhiều, thi thoảng cũng chỉ có vài hình ảnh với con trai. Khi hỏi lý do ly hôn, thì Ngọc Anh cười buồn, vì một câu nói của con trai mà mình quyết định ly hôn thôi. Kết hôn với Thái, cuộc sống của Ngọc Anh nhàn tản thật, bởi anh yêu cầu chị không được đi làm, không được có mối quan hệ bên ngoài, vì anh cảm thấy không an tâm. Sau đó Ngọc Anh có thai, nên chuyện nghỉ việc chị cũng hiểu được. Nhưng cưới rồi, Ngọc Anh mới biết chồng mình là một kẻ cuồng ghen. Anh cũng không muốn Ngọc Anh trưng diện nhiều, mà nên ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền dâu thảo. Ngọc Anh không đi làm, không có thu nhập, bất cứ một khoản chi phí nào, dù là mua gói tăm xỉa răng, cũng phải ngửa tay xin chồng. Chị được chồng phát tiền cho hàng tuần, làm hết việc nhà toàn bộ, và không được than vãn nửa lời. Nhiều lần Ngọc Anh mê mệt, muốn chồng đỡ đần một chút, thì Thái lập tức nói: người kiếm tiền mới mệt, em ở nhà chỉ có ăn với chơi, làm tí việc nhà, anh cũng không rõ là cái mệt cái khó của em ở đâu cả. Vì sợ Ngọc Anh trai gái bên ngoài, anh còn yêu cầu chị cắt đứt mối quan hệ bạn bè. Cuộc sống chỉ gói gọn trong hai chữ gia đình, chồng con. Đã nhiều lần Ngọc Anh thấy u uất, đau khổ và bế tắc, chị xin chồng để đi làm, nhưng Thái kiên quyết không cho. Thái hạn chế tuyệt đối việc Ngọc Anh có cơ hội tiếp xúc với người khác giới. Cưới Thái, Ngọc Anh không hề có niềm vui. Chị ngày càng ủ rũ và băn khoăn về quyết định kết hôn của mình. Đến một lần, đi đón con về nhà, con trai của chị hỏi xin tiền mua một quả bóng da. Tuy nhiên lúc đó trong người Ngọc Anh không có tiền, chị tiêu sạch tiền sinh hoạt và chờ chồng về để hỏi đưa thêm. Thấy mẹ bối rối, đứa con tỏ ra hiểu chuyện nói luôn: thôi, mẹ làm gì có tiền, bố bà mẹ chẳng làm ra xu nào đâu, cả cái nhà này là bố gánh trên vai, để hôm sau con xin bố mua cho vậy. Nghe lời đứa con nói mà Ngọc Anh thấy choáng váng. Từng lời nói của con trẻ thể hiện sự kém tôn trọng, mà điều đó lại được truyền từ chồng vào đầu óc non nớt của con mới đâu. Nghĩ đến cuộc sống bế tắc, chồng không thấu hiểu, con không tôn trọng,
không có mối quan hệ bên ngoài, Ngọc Anh đã quyết định ly hôn, tự giải thoát cho chính mình. Quý vị thấy đấy, đa phần phụ nữ không đẹp đẽ thì lại có ý thức trau dồi về trí tuệ và hiểu biết ngày càng tinh tế hơn. Ngược lại, người phụ nữ thường có nhiều người vây quanh, được nhiều người đàn ông săn đón, nên đại đa số thường lại có thói quen dựa dẫm về vật chất tinh thần và dễ dàng lại đánh mất đi cái tôi của mình. Người phụ nữ xấu, thay vì chờ đợi người khác cung phụng, cưng chiều, họ tự kiếm ra tiền và thoải mái sử dụng nó cho những nhu cầu cá nhân mà chẳng hề quỵ lụy vào đàn ông. Cuộc sống của họ cũng tự do và thoải mái hơn. Điều thứ hai, dùng bản lĩnh để giữ lửa hôn nhân. Bạn bè bà con thân thuộc, ai ai cũng ngưỡng mộ cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 20 năm của vợ chồng chú Văn, cô Phượng. Tình yêu của hai người bắt nguồn từ những lần nói chuyện tâm sự ngay khi vừa quen nhau qua một người bạn chung. Ban đầu chú tìm đến cô để được nghe về lời khuyên, lời an ủi lúc đang còn thất tình một cô gái khác. Sau khi hết thất tình thì cũng là lúc chú quay sang thích cô. Lúc ấy, dù chú Văn không lãng mạn, cũng chẳng biết nói những lời có cánh, nhưng cô Phượng lại rất quý chú vì sự chân thành và nét lãng tử nghệ sĩ rất duyên. Sau nhiều năm chung sống, cô chú sinh được 3 người con, tất cả đều thành đạt giỏi giang. Hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau. Những cử chỉ ân cần của chú Văn luôn khiến người ngoài nhìn vào ghen tị với cô Phượng. Bởi cô có ngoại hình bình thường, dáng người thì hơi mập. Nhưng bù lại, cô Phượng lại rất khéo tay và chịu khó. Mỗi ngày cô đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị cơm cho chồng và con mang theo đi làm, đi học. Mỗi hôm, cô Phượng lại thay đổi thực đơn để chồng con đỡ ngán. Nấu xong, cô lại cẩn thận bày biện đẹp mắt cơm và thức ăn vào hộp, rồi cất trong túi giữ nhiệt để đến trưa, mọi thứ vẫn còn ấm nóng. Cô Phượng thấy rất hạnh phúc khi chồng con ngon miệng và ăn hết phần cơm mang theo. Với cô, nấu ăn là một niềm yêu thích bất tận, được bày biện chăm sóc vì người mình yêu thương thì lại càng không có khó khăn gì. Từ ngày được vợ chuẩn bị cơm trưa, chú Văn vô cùng thích thú và tự hào khi mọi người trong công ty đều trầm trồ khen ngợi tài năng nấu nướng của cô Phượng, khen chú may mắn khi có người vợ chăm sóc chu đáo đến vậy. Nhờ cơm mang đi làm nên chú không phải lặn lội tìm quán mỗi ngày. Buổi trưa ngồi phòng điều hòa, vừa thoải mái lại có thêm thời gian nghỉ ngơi. Suốt 20 năm qua, số ngày về trễ của chú cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chú không thích la cả hàng quán mà chỉ thích những bữa cơm nhà đóng hồi thơm ngon, luôn chiều theo ý thích của mỗi thành viên trong gia đình. Công việc kinh doanh của cô Phượng cũng khá thoải mái về thời gian, nên cô có thể sắp xếp rất tốt để làm những công việc của mình. Cô chưa từng lớn tiếng hay nặng lời với chồng. Dù có chuyện gì bực mình, cô đều từ tốn góp ý để cả hai có thể chia sẻ, tâm sự, suy nghĩ từ việc trong nhà cho đến việc bên ngoài. Vợ chồng cô chú luôn giữ thói quen tâm sự với nhau từ trước khi chưới cưới cho đến nay. Thường mỗi khi đi làm về, chú sẽ kể chuyện công ty cho cô nghe. Còn trước những khúc mắc, vợ chồng cũng chia sẻ rõ ràng quan điểm của cả hai để cùng giải quyết. Ngoài ra, cô Phượng và chú Văn cũng thường xuyên ra ngoài hẹn hò riêng để thêm một chút gia vị cho cuộc sống. Bước vào tuổi trung niên, con cái đã yên bề gia thất, cô chú thường xuyên cùng nhau chạy bộ, tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, thỉnh thoảng lại đi du lịch đó đây. Với cô Phượng, hạnh phúc nhất là những giây phút được ở bên chồng con, coi mỗi ngày bên nhau là một món quà để trân trọng và nâng niu. Điều thứ ba, suy nghĩ thấu đáo. Mấy hôm nay con ốm phải nằm viện, nhưng vẫn có hôm thức tranh thủ đi làm với vẻ mặt tươi tắn. Anh đồng nghiệp thắc mắc, đêm không thức chăm sóc con hay sao mà tỉnh queo như vậy, sao chẳng xin nghỉ hẳn ở nhà phụ vợ mà trông con. Giải thích mãi, anh đồng nghiệp mới tin là Hà, vợ thức, tuyệt vời ở chỗ không ép chồng phải có mặt suốt ngày ở bệnh viện, mà phân công rất rõ. Lúc nào cô ấy tạt qua nhà tắm rửa thay đồ, ghé công ty giải quyết dự án, lúc nào thức đi làm, thậm chí ngủ ở nhà cho thoải mái. Hà kết luận rằng, nếu không thực sự cần thiết, chẳng việc gì cả hai vợ chồng phải vạ vật ở đó cho thêm chật chội, dễ cắn đắng nhau,
con cũng không vì thế mà khỏe hơn được đâu. Có lần cả cơ quan xôn xao vì chuyện vợ thằng Minh lên Facebook chửi không chừa một ai, từ sếp tới lính của chồng. Số là hôm ấy trong phòng có tiệc, anh đồng nghiệp kia đi chơi về hơi khuya. Xui thay, tôi ấy thằng con lên năm bị viêm họng, sốt cao. Mà Minh đã uống khá khá, nên lại ngủ gật gừ, vợ kêu không dậy nổi. Thế là một hôm sau cô vợ lên mạng xã hội kết tội những kẻ xấu xa đã rủ dê trèo kéo chồng mình bê tha, vô trách nhiệm với vợ con. Nặng lời hơn, cô vợ tuyên bố những hạng người như thế lẽ ra không nên ra xã hội đi làm, chỉ tổ làm hư hỏng thêm người khác. Có người cười cợt bảo, may mà cô vợ kia chưa dã man đến mức kể thẳng tên hoặc đánh dấu vào từng nhà ảo mấy anh đồng nghiệp của chồng. Ít ra còn giữ cho chồng chút thể diện cuối cùng. Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để anh chồng kia khốn khổ trong cái sự tránh xa cho lành của mọi người. Lúc ấy Thức mới nhận được ra, vợ mình đã quá tốt. Vậy mà lúc mới yêu, Thức còn lăn tăn, vì Hà không có đẹp, da lại ngăm ngăm, không hiểu điệu như mấy cô bạn học của anh. Cuối tuần Hà bảo, sáng nay em giữ hai đứa nhỏ nấu ăn, anh có tranh thủ đi đâu thì đi, cà phê, cắt tóc hay làm gì tùy thích. Trưa cả nhà cơm nước xong, anh trông con, em đi làm móng tay làm tóc. Nhờ có sự phân công ấy, cuộc sống của gia đình Thức khá ổn thỏa, không ai cảm giác bị sự ép hoặc phải chịu đựng nhau. Thậm chí hôm nhà Hà có tang, cô cũng nhắc Thức tranh thủ về nhà chợp mắt một chút. Ở đây đã có mấy cậu mấy dì lo toan. Thức tuy đã khá oải, nhưng cũng tần ngần hỏi, sợ người ta đánh giá không đâu. Hà nói, không biết tu xếp mới đáng xấu hổ, chứ đâu nhất thiết cứ phải luẩn quẩn đông đúc. Thiên hạ đảm tiếu ư, sống đã đủ mệt mỏi với bao nhiêu lo toan rồi, hơi đâu mà bắt bẻ hành hạ nhau với những chuyện vặn vãnh như thế. Cái cảnh đêm con bệnh, vợ gọi giật chồng dậy, cả hai cùng canh con đấy. Thức biết nhiều người đã trải qua, nhưng chắc ít ai như vợ Thức chủ động bảo chồng xuống phòng khách mà ngủ, rồi khi nào cần sẽ đánh thức. Cùng khổ thì cũng giải quyết được cái việc gì đâu, mà ảnh hưởng tới sức khỏe cả nhà. Sống đâu cần phải khách sáo với nhau như thế. Thức thật tình bảo, ngán nhất cái cảm giác ngủ thì áy náy sợ vợ dậy, nên chồng cứ sờ rớt bên cạnh để coi vợ có sai vặt gì không. Chỉ vậy không biết nữa, là câu nói vô cùng đáng yêu của Hà. Đừng nghĩ rằng Thức vui mừng vì vợ luôn chịu thiệt. Khi cần, vợ chủ động yêu cầu Thức gánh vác việc nhà để có thể yên tâm đi chơi hai ba hôm với bạn bè. Giữa khuya, Hà kêu Thức dậy xử lý thằng con để cô ấy ngủ tiếp là chuyện thường. Tất nhiên một người đàn ông sở hữu cô vợ suy nghĩ thấu đáo như thế, dại gì mà không hết lòng. Vậy đấy, không phải đàn bà đẹp không tốt, nhưng thực tế thì những người phụ nữ xấu thường có cái cách đối nhân xử thế đặc biệt hơn một chút. Họ không chê bai người khác, cũng không đánh giá người khác thông qua bề ngoài. Đặc biệt họ sẽ không bao giờ nói lời làm tổn thương người khác, chỉ để nâng cao giá trị của mình lên. Họ biết suy nghĩ thấu đáo và lựa chọn những cách phù hợp xử lý trong mọi hoàn cảnh, vừa khiến bản thân được xem trọng, vừa khiến cho người đối diện cảm thấy hài lòng. Khi bỏ đi lớp cản trở của ngoại hình, người phụ nữ sẽ chăm chút hơn cho tâm hồn của mình. Điều thứ tư, sống không phù phiếm. Một người phụ nữ không có nhan sắc thì họ chẳng bao giờ mơ mộng có người bước đến với mình như trong tiểu thuyết ngôn tình. Họ sinh ra không phải là công chúa xinh đẹp, nên sẽ nỗ lực hết sức để làm chủ đời mình, vận mệnh của mình, chứ không trông chờ vào ánh mắt suy nghĩ của người khác. Kiểu phụ nữ này chưa bao giờ vì miệng lưỡi thiên hạ mà suy nghĩ quá nhiều, hay là lo buồn vớ vẩn. Cuộc sống của họ sẽ có những mối bận tâm khác quan trọng hơn như gia đình, công việc, sở thích cá nhân. Họ đối diện với cuộc đời khắc nghiệt bằng một tâm thế an nhiên và vui vẻ. Tôi xin được kể cho quý vị một câu chuyện cười thế này. Có một đôi trai gái yêu nhau trong một thời gian dài nhưng mà bị gia đình ngăn cấm. Cả hai rủ nhau đi tự tử. 7 giờ tối tại cái giếng đầu làng, ai tới trước thì nhảy xuống trước và để lại đôi dép. Vậy là đến hẹn, chàng trai tới trước và nghĩ, ôi mình còn trẻ, dại gì. Thế là chàng ta để lại đôi dép và nấp sau bụi cây gần đó. Khoảng vài phút sau thôi, cô gái tới và nhìn đôi dép. Đời nó coi như tiêu, rồi cầm đôi dép chạy đi. Chàng trai chịu không nổi, chạy theo la lên, trả lại tôi đôi dép.
Một mẩu chuyện cười, nhưng ý nghĩa đằng sau đó cũng rất đáng suy ngẫm phải không quý vị? Có thể nói khi yêu nhau thì người ta có thể thề sống chết vì nhau. Nhưng lòng chung thủy đâu chỉ đo đếm bằng những lời hẹn thề chót lưỡi đầu môi. Vậy nên khi nói về lòng thủy chung của người phụ nữ, người xưa mới có câu thế này: thà lấy góa phụ, chứ không lấy nữ nhân tái giá. Tái giá ở đây được hiểu là lấy chồng lần nữa, còn góa phụ lại là một tình huống bi ai, bị động. Chồng mất là việc chẳng ai mong muốn, nên thường không liên quan trực tiếp đến phẩm hạnh của người. Bởi vì ông bà ta ngày xưa rất coi trọng cái việc tam tòng tứ đức của người phụ nữ, và họ cho rằng một khi gái đã lấy chồng thì một mực chung thủy từ đầu đến cuối. Vậy nên nếu phụ nữ mà bị bên nhà chồng ruồng bỏ hoặc là ruồng bỏ người chồng thì bị cho rằng là không đoan chính. Do đó theo quan niệm của người xưa, nếu người vợ trong nhà có thể sở hữu những đặc điểm sau đây thì họ có thể trở thành nền tảng bền vững nhất và giúp gia đình êm ấm, thịnh vượng ngay từ bên trong. Vì sao lại nói thà lấy góa phụ chứ không lấy nữ nhân tái giá? Lý do thứ nhất, chung thủy, sắt son. Trong kho tàng ca dao dân ca Việt Nam, có vô vàn ca dao viết về tình yêu chung thủy của người phụ nữ, như yêu anh cốt rũ xương mòn, yêu anh đến thác vẫn còn yêu anh, hay chồng ta áo rách ta thương, chồng người áo gấm sông Hương mặc người. Keo sơn khăng khít trong tình nghĩa vợ chồng, nên người phụ nữ Việt Nam không dễ thay lòng đổi dạ. Họ dồn tất cả tâm tư, tình cảm, sức lực cho việc vun đắp hạnh phúc gia đình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng một lòng một dạ với chồng, giữ vẹn trinh tiết. Thời chiến tranh, những người đàn ông ra đi, bỏ lại sau lưng ruộng đồng, nhà cửa, gánh nặng gia đình đặt lên vai của người vợ, người phụ nữ. Và những người phụ nữ ngoài việc can đảm vượt mọi khó khăn, gánh vác việc nhà, thì còn chung thủy chờ chồng trở về trong ngày chiến thắng. Và có biết bao nhiêu người phụ nữ dù bặt vô âm tín tin chồng hàng chục năm trời, dù đã nhận được giấy báo, họ vẫn một lòng một dạ giữ tròn đạo nghĩa, thay chồng phụng dưỡng cha mẹ chồng, nuôi dạy con cái lớn khôn. Bởi thế người xưa rất đề cao sự chung thủy của người phụ nữ, đó chính là nền tảng quan trọng để gia đình hòa thuận ấm êm. Do đó một người phụ nữ tốt trước hết phải gìn giữ được phẩm hạnh của bản thân. Họ biết giữ khoảng cách với người khác giới, nhận thức rõ ràng tình trạng đã kết hôn của mình, từ đó tị hiểm được những trường hợp không hay. Đây là con đường cơ bản nhất để giảm thiểu những hiểu lầm không đáng có, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ gắn bó trong gia đình. 2. Lương thiện và dịu dàng. Thiện tính của người phụ nữ truyền thống luôn dịu dàng như nước, bao dung như đất mẹ. Họ luôn nhìn thấy ưu điểm ở người đàn ông, âm thầm khích lệ khen ngợi. Những lời động viên ấy có thể giúp người đàn ông cảm thấy tự tin trước cuộc sống và không ngừng vươn lên. Những cô gái dịu dàng là xinh đẹp nhất. Họ dịu dàng và săn sóc người đàn ông của mình, thấu hiểu nỗi vất vả, nên sẽ không dễ dàng nổi giận hay than vãn, phàn nàn hay oán trách. Một ánh mắt dịu dàng, một lời quan tâm, một sự an ủi gần gũi sẽ khiến đàn ông cảm thấy vô cùng ấm lòng. Người phụ nữ như vậy, một lòng một dạ với bạn đời, không ghét bỏ, chẳng rời xa. Nếu bạn thành công, họ sẽ đi cùng bạn đến khắp thiên hạ. Còn chẳng may bạn thất bại, họ cũng sẽ theo bạn tới cùng trời cuối đất. Họ là những người đời tri âm, tri kỷ, là bến đỗ bình yên, là người phụ nữ mà đàn ông muốn che chở, muốn sống chung cả một cuộc đời. Thứ ba, biết vun vén cho gia đình. Phụ nữ trên đời không có ai giống hệt như ai. Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng. Người thì mạnh mẽ hoạt bát, người thì ôn hòa hiền lành. Nhưng cho dù họ sở hữu cá tính như thế nào, đặc điểm quan trọng nhất là sự trung trinh chân thành. Một lòng một dạ đều là điều không thể thiếu được. Nếu không có, phụ nữ sẽ giống như là một bông hoa có sắc mà lại thiếu hương. Đàn ông họ thường rất hy vọng tìm được một người phụ nữ biết cách vun vén cho gia đình. Khi bản thân nỗ lực bên ngoài, người vợ có thể trở thành điểm tựa vững chắc, khiến anh ta không phải lo lắng việc gia đình. Cổ ngữ có nói, gia chi lương thê, do quốc chi lương tướng. Tức là nhà có vợ hiền, cũng như là quốc gia có vị tướng tài vậy. Một người phụ nữ có trí tuệ sẽ gìn giữ được sự ôn nhu thủy mị, không tranh mạnh yếu, cao thấp với chồng. Họ biết vun vén cho gia đình. Và thứ tư, giản đơn và biết đủ. Người phụ nữ biết đủ sẽ không mong cầu quá nhiều.
Họ biết rằng thứ gì của mình ắt sẽ là của mình, không phải cưỡng cầu, vạn sự cứ để tùy duyên. Do vậy, người phụ nữ sẽ sống tiêu diêu tự tại. Đặc biệt là khi có gia đình, họ sẽ không mang nặng, gánh nặng cơm áo gạo tiền lên chồng mình, khiến cuộc sống giảm bớt áp lực, trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn. Pha sinh ra bởi vô dục, mà tai họa sinh ra bởi ham muốn. Người phụ nữ truy cầu quá nhiều, thích so đo tính toán, thường ganh ghét với người khác, thậm chí làm hại người khác. Họ lại tự chuốc lấy phiền não và tai ương, gia đình cũng chẳng thể nào yên ổn. Người phụ nữ sống giản đơn biết đủ, thường rộng lượng, thông tình đạt lý. Trong nhà ắt sẽ tài, vận, hưng vượng, già trẻ đều mạnh khỏe. Thưa quý vị, biết đủ rồi thì ta mới đủ an lòng, đủ bình tĩnh tiếp tục theo đuổi mục tiêu cuộc đời mà ta mong muốn. Biết đủ rồi thì mới có thể đối mặt với mọi chuyện bằng một cái tâm thái điềm nhiên. Rồi biết đủ rồi thì mới có thể khiến cuộc sống tăng thêm sắc màu, thêm niềm hân hoan hạnh phúc. Để có được điều ấy thì ta cần quan sát những cảm xúc khởi lên từ trong tâm mình và chiến thắng bản thân. Cần bỏ đi những cái cố chấp, hạ xuống những cái oán giận, và thay vào đó hãy tăng thêm hoạt bát hồn nhiên, cộng thêm tình cảm chân thành. Có như vậy mới khiến cho cuộc đời này ngập tràn niềm vui và ánh mặt trời. Một người phụ nữ hiện đại, ngoài biết đủ thì còn cần phải nuôi dưỡng những điều sau đây để có được cuộc đời trọn vẹn hơn nữa. 1. Sự tự tin. Trong cuộc sống hiện thực này, bạn sẽ phát hiện ra vốn quý nhất của phụ nữ không phải là dung mạo, cũng chẳng phải là của cải, mà nằm ở sự tự tin. Tự tin không phải là mạnh bạo, mà là sự dịu dàng khiêm nhường cùng tấm lòng khoan dung độ lượng. Tự tin đến từ việc thấu hiểu sâu sắc giá trị của bản thân mình, cũng như sự khoan dung và thấu hiểu người khác. Tự tin là cách tìm được chung sống tốt nhất với thế giới xung quanh. Phụ nữ đừng hướng về cuộc sống nhàn hạ sau khi về hưu. Ngay từ khi còn trẻ, hãy sắp kín thời gian của mình bằng những môn học mình yêu thích như cắm hoa, hội họa, ẩm thực, để sau này chúng khiến cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị đặc sắc hơn. Như thế thì dù bản thân đã về hưu, nhưng cuộc sống của bạn vẫn vô cùng phong phú. Khi phụ nữ nhàn rỗi, hãy đọc sách thật nhiều, nhằm gia tăng thêm trí huệ và sự trang nhã của bản thân. Ngoài ra, hãy dành thời gian rèn luyện thân thể, giữ gìn vóc dáng và sức khỏe của mình. Tình yêu và sự lương thiện sẽ khiến người phụ nữ trở nên cuốn hút hơn. Nhưng điều đó đều khiến phụ nữ trở nên tự tin hơn. Tự tin có lẽ là chiếc y phục đẹp nhất của người phụ nữ, cũng là tấm danh thiếp tốt nhất cho họ bước chân vào xã hội này. 2. Sở hữu khả năng có thể nuôi sống bản thân. Một người phụ nữ không nhất thiết phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại cần phải có khả năng tự nuôi sống bản thân mình. Dẫu chuyện gì xảy ra, vẫn cần tiếp tục sống một cách tôn nghiêm. Có thể tự tin về kinh tế sẽ khiến phụ nữ điềm nhiên hơn khi đối mặt với các nguy cơ tiềm ẩn trong cuộc sống. Nếu bạn may mắn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, điều đó thật tuyệt vời. Nhưng nếu bất hạnh ập đến, thì bạn vẫn có thể thản nhiên chấp nhận và đứng giữa cuộc dòng đời. Phụ nữ vĩnh viễn đừng bao giờ khiến mình trở nên bị động trước cuộc sống đầy biến số này. 3. Khả năng học tập không ngừng. Đối với một người phụ nữ mà nói, điều này có thể giúp họ tư duy một cách sắc bén và luôn bắt nhịp thời đại. Tâm lý học cho thấy, học tập không ngừng còn quan trọng hơn sự nỗ lực nhất thời. Cảm giác học tập cần được duy trì qua việc học tập hàng ngày. Chỉ cần một ngày không học, cảm giác của chúng ta sẽ giảm sút. Hễ giảm sút thì phản ứng của chúng ta sẽ trở nên chậm chạp, khả năng tư duy cũng kém hơn. Dẫu bạn hoạt động trong ngành nghề hay lĩnh vực nào, thì việc duy trì được nhiệt tâm học tập liên tục trong lĩnh vực ấy đều rất quan trọng. Điều này cần tới sự nỗ lực không ngừng của bạn. Đừng bao giờ cảm thấy mình thật giỏi giang. Hãy luôn giữ một tâm thái khiêm nhường như chiếc ly rỗng, mới có thể khiến bạn ôm được thế giới này trọn vẹn hơn. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Chị Hai đi lấy chồng. Bà Cúc đi ăn cưới cháu trên thành phố 2 ngày. Sáng nay vừa về đến ngõ, đã thấy một cảnh tượng hỗi ôi đập vào mắt. Rác rến, lá cây ngập từ trong sân tràn ra đến cổng, thêm vào mấy cái lon vỏ chai nhựa uống cạn vứt ngổn ngang. Bà đặt giỏ xuống la lớn: "Hai cái thằng ăn hại kia, dậy quét tước cái nhà cửa sân cái coi, ngủ suốt ngày không à?" La lối là vậy, nhưng vẫn không hề nghe thấy động tĩnh gì. Bà Cúc bực tức xách cái giỏ đựng dứt thức ăn, nặng trĩu đi vào trong nhà. Khó khăn lắm,
chân bà mới vẹt hết được cái đống rác dày đặc. Nhìn thấy ông Danh, chồng bà đang thong thả pha cà phê, bà càng bức tức hơn. Nãy giờ tôi la cái gì ông có nghe thấy không hả? Sao không còn lôi hai cái thằng con quý tử của ông dạy làm việc cho tôi? Ông Danh cười cười, đặt cốc cà phê đang pha dở xuống. Có, tôi có nghe bà ý ấy ngoài cổng nhưng đâu nghe rõ bà gì đâu. Sao mà thằng Đạt với thằng Công nó ngủ trên lầu nó nghe được? Giờ bà thấy cảnh chưa? Cưng tụi nó cho giữ vào. Một góc cũng đâu bằng con Xuân, chị hai của tụi nó. Bà Cúc thở dài, nhớ tới chuyện bà đã từng cay nghiệt thế nào với Xuân, bà lại càng hối hận. Thì cũng do ông chứ, do ai? Nếu không phải ông nặng nặc đòi sinh con trai thì tôi cũng đâu có áp lực rồi sinh ra ghét bỏ con Xuân đâu. Thôi đi, ai cũng có lỗi hết. Bà là mẹ, bà cũng mang thai nó 9 tháng 10 ngày như hai đứa kia. Bà phải thương nó hơn chứ. Bà Cúc lúi húi dọn đồ ăn trong giỏ ra. Ừ, tôi biết lỗi, lỗi của tôi. Già riêng sắp xếp đi thăm con Xuân đi. Chắc nó cũng sắp sinh rồi. Giờ ông kêu hai đứa kia dậy làm việc nhà cho tôi. Tôi đi liền. Ông Danh hớp một ngụm cà phê, lật đật chạy lên lầu. Vợ chồng ông Danh, bà Cúc, sinh được 3 đứa con, 1 gái, 2 trai. Xuân là chị hai, Đạt và Công là hai đứa trẻ sinh đôi. Bà Cúc phải làm dâu nhà giàu nhưng cuộc sống cũng chẳng được thoải mái dễ dàng. Dưới áp lực của bố mẹ chồng, sau khi sinh được Xuân, bà luôn cố gắng để sinh thêm con trai vì ông Danh, chồng bà, là con trai trưởng. Nhưng đến khi Xuân đã lên 8 tuổi mà bà Cúc vẫn chưa có tin vui gì cả. Thường xuyên nghe những lời mỉa mai cạnh khóe của mẹ chồng khiến cho bà Cúc vô cùng khó chịu. Bao nhiêu bực bội thì bà lại trút lên đầu chồng con. Xuân từ nhỏ đã biết phụ mẹ vo gạo, nhặt rau, rửa chén, quét tước trong nhà ngoài cửa, nhưng vẫn thường xuyên bị mẹ mắng chửi, nên rất sợ. Nhà chồng của bà Cúc thường bảo, con gái là con người ta, trước sau gì mà chẳng gả nó đi, có gì quý báu mà phải cưng chiều. Nên dù nhà giàu, Xuân vẫn phải làm việc nhà, tuổi thơ lại thiếu đi những cuộc rong chơi chạy nhảy ngoài đồng như bạn bè cùng trang lứa. Hai em trai song sinh ra đời, dường như chiếm hết sự quan tâm và yêu thương của mọi người. Ai ai cũng vây quanh Đạt và Công. Xuân lại lăng xăng tất bật phụ mẹ chăm em, rồi giặt rũ quần áo tã lót thay ra. Ngày nào cũng tới tối mịt mới xong công chuyện. Cho đến khi hai em trai lớn lên, Xuân mới đỡ cực nhọc hơn một chút. Ông Danh bà Cúc cũng xây nhà mới ra ở riêng, trên mảnh đất bên gia đình chồng cho, cách nhà ông Danh một bờ rào dâm mụt. Từ đó, bà Cúc cũng thoải mái hơn, bớt cào nhau, cáu gắt. Xuân từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Cô chưa bao giờ ganh tị với hai em, dù Đạt và Công muốn gì được đó. Máy chơi game, máy tính đầy đủ cả. Còn Xuân, lúc xin mua một cái máy tính để học thôi cũng đã rất khó khăn. Bà Cúc cứ cân nhắc tới lui. Dù vẫn mua cho Xuân, nhưng lại chọn cái máy vừa phải, rẻ tiền, chứ không phải cái loại máy đắt tiền như cho hai em. Có lần Đạt bị ngã, bà Cúc cho rằng Xuân trông em không cẩn thận mà để em như vậy. Xuân bị mẹ la cho một trận tơi bời sau khi ăn một cái bạt tai đau điếng. Mà Xuân đâu dám khóc lâu, sợ mẹ lại bực bội thêm. Chính vì được chiều chuộng quá mà Đạt và Công lại sinh ra tính lười nhác, việc gì cũng chẳng chịu động tay động chân. Cơm nước tới bữa đã có hai chị lo. Chỉ việc gánh vác xác ra mà ăn, đến cái chén ăn xong cũng chẳng chịu dọn. Ông Thành bà Cúc chẳng để ý đến chuyện này, cho đến khi Xuân đi lấy chồng xa, cách nhà bố mẹ cả trăm cây số. Một năm nhiều khi chẳng về nhà được đôi ba lần. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Xuân gặp gỡ người chồng hiện tại trong một lần lên chợ tỉnh mua đồ. Chồng Xuân là lái xe đường dài, người ở miền Trung xa xôi. Đám cưới rình rang xong, Xuân theo chồng về làm dâu xứ lạ. Lúc này bà Cúc mới thấy thương Xuân khi nhìn thấy hai bàn tay chai sần của con gái lúc bà đeo quả cưới vào cho tay con. Nỗi cực khổ mấy năm qua của Xuân, bây giờ đi xa, bà mới nhìn thấy rõ ràng.
Ông Danh không gõ cửa phòng mà cầm tay nắm cửa đẩy thẳng vào trong. Cả Đạt và Công đều đang ngáy to như sấm. Ông quát lớn: "Hai đứa bay dậy ngay đi, mẹ mới đang gọi kìa." "Còn sớm mà ba, cho tụi con ngủ thêm chút đi, nay có phải đi học đâu cơ chứ." Ông Danh giật tung cái mền: "Sớm cái gì mà sớm, nhìn coi bây giờ là mấy giờ hả? Nắng lên quá đỉnh đầu rồi kia kìa." Khó khăn lắm, ông Danh mới lôi hai đứa con quý tử dậy được. Nhìn cũng biết, cả hai đã thức khuya suốt đêm qua để chơi game đến mức không thể nào thức nổi. "Dậy hết cho tao, dọn dẹp nhà cửa. Từ nay về sau tao đi làm về thấy cái nhà này còn bề bộn thì tụi bay biết tay tao." Hai thằng lật đật ngồi dậy, chưa bao giờ thấy bố nó khó như bây giờ. Từ lúc chị hai đi lấy chồng thì cái tính của bố và mẹ cũng thay đổi, hay la mắng chúng nó, không cưng chiều như trước nữa. Và mỗi lần nói chuyện thì ba má cứ nhắc Xuân, hay so sánh chúng nó không bằng một góc của chị hai. Trong bữa cơm trưa mẹ dọn sẵn ra bàn, thằng Đạt mải mê chơi game bên máy tính, còn thằng Công thì hát karaoke om sòm ở nhà trên. Bà Cúc gọi 5 lần 7 lượt xuống ăn cơm mà chẳng thằng nào chịu xuống. Ông Danh nói với bà Cúc: "Bà lên kêu tụi nó xuống ăn cơm, chứ không một lát tôi dập luôn cái máy tính với dàn karaoke đó bây giờ." Hai thằng nghe sợ quá đành đi xuống ăn cơm. Ông Danh gắp miếng cá kho bỏ vào miệng rồi cào nhau: "Bà nấu cái gì mà mặn chát vậy? Con Xuân nó đi rồi thì cái nhà này chẳng ra hồn vía gì cả. Muốn ăn ngon một bữa cơm không được." "Thôi ông ăn đỡ đi, cũng thằng Công không. Mẹ kêu đổ ít nước mắm vào cá thôi mà mày đổ chi nhiều vậy?" Thằng Công nuốt cơm rồi nói: "Con biết đâu, nào giờ chị hai nấu mà." Ông Danh nhìn hai thằng con rồi nói: "Đẻ ra hai thằng con trai toàn vô dụng, không được cái tích sự gì. Biết vậy hồi đó đẻ con Xuân ngưng được rồi." Thằng Đạt nghe nói vậy thì trả lời: "Cho dù bố mẹ có đẻ duy nhất chị hai thì bà cũng đi lấy chồng. Con gái đi lấy chồng chứ không lẽ con gái đi cưới vợ. Bố mẹ nói con gái là con của người ta kia mà." Ông Danh bỏ đũa xuống không ăn nữa, lặng lẽ đi sau nhà nằm võng. Gương mặt của ông hiện lên nỗi buồn khổ. Nhắc đến Xuân, ông rất nhớ. Chẳng hiểu sao lúc này ông thấy thương Xuân rất nhiều. Ông ước gì được gặp Xuân ngay lúc này. Ông Danh cứ đưa võng mà mắt nhìn về phía trời xa. Bà Cúc biết từ lúc Xuân vắng nhà, buồn lắm. Tối nào miệng cũng gọi: "Xuân ơi, Xuân con ơi." Ông Danh mơ gặp Xuân suốt mấy đêm liền. Bà Cúc cũng như chồng, vắng Xuân rồi mới thấy thương. Cái quan niệm thương hai thằng con trai hơn cũng đã không còn trong lòng bà Cúc từ ngày ấy. Bà Cúc đi theo ông Danh ra phía sau nhà, rồi nói: "Ông nhớ con Xuân lắm không? Nó là con là máu mủ, sao không nhớ cho được? Không biết về bên kia nó sống ra sao? Tôi tính ra riêng đi thăm con mà giờ nhớ nó quá. Hay tôi với ông đi sớm hơn?" Ông Danh gật gù: "Ừ, bà coi thu xếp hàng quán đi, rồi vợ chồng mình đi sớm, mua ít bánh con Xuân thích ăn nhất cho nó. Bưởi với ổi trồng vườn chắc cũng chín nhiều rồi, hai đem theo luôn." Thằng Đạt đi ra sau nhà lấy nước uống, nghe vậy thì la làng: "Bố, ổ đói con thích ăn, mà sao hái cho chị hai hết hả?" "Đấy, vườn còn đầy đó, mày có ăn hết đâu mà tham lam. Đem cho chị hai mày có một lần á mà la làng cái gì?" Ông Danh bực bội quát thằng con trai. Thằng Đạt vừa tức vừa bị la, len lén chuồn đi. Nó không hiểu được sao trước gì bố mẹ nó thương hai anh em nó như vậy mà giờ lại trở mặt la mắng. Bà Cúc che miệng: "Cái thằng lớn đầu mà còn ham ăn. Trong khi trước giờ con Xuân luôn nhường đồ ăn ngon cho tụi nó, mà tụi nó có bao giờ nghĩ thương chị hai nó đâu. Thì đó, nên nghĩ mới thấy con Xuân ở nhà bố mẹ đẻ mà chịu khổ. Cũng do tôi với bà thiên vị trọng nam khinh nữ." Ông Danh lặng lặng nói. Cả hai vợ chồng già đều chìm vào suy tư, cùng đối ân hận vì từ trước tới giờ đã đối xử tệ với chính con gái của mình.